hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Việt Nam mỗi năm. Anh hùng Nguyễn Văn Chỗi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 tại làng Thanh Quyết, nay là thôn Thanh Quyết 4, xã Điện Hàng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh hùng Nguyễn Văn Chỗi bị bắt bởi hai cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5 năm 1964. Địch dùng mọi thủ đoạn tra tấn hết sức dã man nhưng không thể khuất phục được ý chí của anh. Để đảm bảo an toàn cho tổ chức và đồng đội, anh Chỗi đã nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Anh hùng Nguyễn Văn Chỗi bị xử bắn bí mật tại sân sau nhà lao Khám Chi Hòa vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964 trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài.